Đi siêu thị. Không đi, giữa trưa này nắng ai đi siêu thị bao giờ, 2 giờ 3 giờ thì ai đi siêu thị. Đi chợ ở trong nhà có nắng đâu. Nhưng mà xa không đi, qua bên tận Hà Đông xa lắm. À, đi cái Big C ở gần đây thôi. Thế hay là qua Big C Thăng Long chơi cái nhảy nhảy nhún nhún nhá. Đi. À mà thôi không cho đi đâu. Em đi đâu là em đòi mua nhiều đồ các thứ lắm. Không, em hứa em không mua, em tự chuẩn bị. Tự chuẩn bị á? Không mua cái gì đâu nhá. Hứa không mua gì. Đi. Đi. Nhanh. Nhanh. Chuẩn bị đồ đi. Chuẩn bị xong rồi đi luôn. Đeo mỗi cái túi thế thôi à? Đeo mỗi thôi. Xuống. Nhiễu sợ. Đi. Mệt. Đến chưa? Đến rồi. Mà hát karaoke không? Không, bây giờ anh chỉ muốn nhảy thôi. Ôi trời ơi. Anh mỏi hết cả chân rồi đây này. Đâu? Mình phải khởi động lót dạ trước đã. Sao lại khởi động lót dạ? Đấy. Ôi trời ơi, lại mang xúc xích Ponnie đi à? Xúc xích Ponnie 88% thịt. Đi ăn mấy cái đi rồi vào nhảy. Đây mình ăn cái này. Ôi, nhưng mà ăn có sợ bị đầy bụng không? Không, cái này nhẹ mà, ăn cho nó có năng lượng chứ. À ừ nhỉ, cũng đúng với cả cái này mà. Ừ lấy cho tôi cái 88% thịt đấy. 88% thịt đấy. Loại thịt đấy. Ủa nhiều loại quá. Đây, bóc sẵn cho luôn này. À. Mình nhìn. Bạn ăn đi. Của bạn ăn cái vị gì đấy? Mình ăn cái cá tuyết à? Nướng. Ăn đi ăn đi. Vị cá tuyết à? Có xem nào. Này. Nó có chảy không? Có. Bóp phải. Ui, nó chảy ra thật đấy. Chảy ra mà. Ui, dơ lên nhìn này. Ăn đi ăn đi. Ngon không? Ngon không? Ngon. Thơm nhỉ? Của tôi là ăn vị thịt 88% thịt. Ăn thử không? Ngon đấy, nó cũng thơm thơm một gì ấy. Còn nguyên miếng nhỉ? Ừ. Không rõ được nhỉ? Đấy, ngon ngon. Cậu cũng thích. Ăn nhanh lên còn đi. Phung mai này có đang chảy ra đây này. Đâu, nhiều thế? Nhiều ghê luôn đi. Ủa nhiều nhỉ? Ăn đi. Vị, nó biết vị con cá gì? Con cá Alaska. Cá Alaska là cá gì? Là cá tuyết. Ui dồi ôi, nhanh lên còn đi vào còn quẩy. Trong này còn ghi là vị cá tuyết nướng thế này. Nhưng mà nhìn phô mai chảy ra ngon nhỉ? Ờ, thể luôn. Ui sao nhiều đấy nhỉ? Tự nhiên giờ nó thích ăn vị này ghê luôn đấy. Ngậy không? Ngậy. Béo rồi đấy. Đi nhanh nhanh. Ừ, đi, ăn nốt đi rồi đi. Khởi động đi. Khởi động đi thao mà nghịch. Ném đi. Bạn ném đi. Nope. Lại. Nope. Ui dồi ôi vẫn chưa được. Lại. Nope. Lại. Xem bạn lấy 10 lần có được lần nào không? Nope. Kém thế nhở. Bạn mang ngay tôi ném phát từ đằng này vào luôn tin không? Bắt đầu. Trên bật. Nope. Lần cuối. Nope. Kém. Quá kém. Lót lần cuối. Pha này đố các bạn biết vào hay ra ngoài. Nope. Lém 10 lần không vào một lần. Rồi, tôi chỉ được ghi một ô thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Xong rồi. Ok, trời bật, tí hí. Trời bật. Đây thử đọc được tầm này rồi. Chơi bẩn vậy. Chơi bẩn đâu? Tí hí. Đọc vào mà đằng này không ăn vào thôi là chơi bẩn. Ngồi đấy làm gì? Ai chẳng biết là mệt nhưng mà ngồi đấy làm gì xong ra đây ngồi. Làm mình có cái quạt nào? Làm mình có cái quạt nào đấy? Thật không? Thật. Đây cho xem cái quạt này. Ngồi đây nha, nó phải bó xuống mắt thịt luôn. Ơi. Nói nhỏ nhỏ cái này nhá. Nói. Mình đói quá. Sao lại đói? Em vừa mới ăn một cái chúc chích Ponnie rồi mà. Hết năng lượng rồi. Thế em lại muốn ăn cái nữa à? Đi ra lấy. Đi ra ngoài kia mới ăn được. Đi. Giời ơi. Chơi thì ít mà ăn thì nhiều. Chơi thì ít mà ăn thì nhiều. Mình ăn đâu? Thế chưa, em vừa mới nhảy được một lúc em đã đòi ra ăn rồi. Đang cầm cái gì trên tay kia? Xúc xích eo sông khói nhân vô mai chảy. Ăn nhanh lên rồi bà chơi tiếp còn đi về. Đài, sao nhỉ? Trời ơi. Nhưng mà cái này có ngon bằng cái cá tuyết không? Em thử bóc ở cái kia đi em nào. Ăn thì mới biết được nó có ngon hay không. Nhưng mà bóc em cẩn thận nhìn, không lại đứt. Em nhìn em thấy là nó ngon tuyệt vời. Đấy, bóc ở đấy ra đúng không? Đúng rồi. Đó. Rớt xuống à. Bóc rốt, người ta phải bóc lên đầu chứ em lại bóc xuống dưới à? Ừ thì em bị rốt mà. Ok chưa? À. Nhìn này. Hình như đầu nó có phô mai luôn không? Đúng rồi. Cắn một miếng đi em nào. Thơm không? Ngon bạn ạ. Ngon em à? Thích cái này nhất. Cái nào cũng có. Cái này giống cái kia cũng có bơ nhỉ? Nhưng mà cái bơ này ngon hơn hay sao ấy? Thế á? Ừ, nó có là thịt heo xông khói bạn ạ. Ui nhiều thế, mang cái tôi xem cái đít này nào. Ấy nhiều cái này cơ mà. Kiểu như cậu ăn ngập mồm luôn. Ngập mồm á? Em ăn xong em lại có năng lượng em nói chơi tiếp. Rồi thì em ăn đi. Hôm nay à em mua vé toàn thời gian. Em chơi đến khi nào em chán thì thôi. Chơi thì ít mà ăn thì nhiều. Tại vì nó ngon. Cái vị thịt heo xông khói này khá là thơm. Hôm nay mang cho anh một cái đi. Lấy cho anh một cái. Em mua hẳn 10 cái luôn. Đây. Khá là ngon. Xúc xích Ponnie 88% thịt. Xúc xích Ponnie 88% thịt. Ăn nhanh lên. Tôi ăn tạm một cái thôi. Ừ. Để em vào em chơi. Ừ. Chưa còn đi. Xong rồi. Mà chính là em thích hai cái vị này nhất nhá. Vị gì? Cá tiết nướng phô mai với thịt heo xông khói phô mai. Tại sao lại thích? Vì nó nhiều nhân phô mai với lại nó béo. Ngon thì chả thích, bà thì có cái gì liên quan đến phô mai là bà chả thích. Ê! Ôi dồi ôi. Rồi nhảy đi. Rồi rẽ lối, rẽ lối. Lao đi. Tại vì chắc là cũng thấp nữa. Ờ. Cái này á, phải chơi đuổi bắt nhau ở trên này. Đây bạn. Cái này là cái gì nhỉ? Đâu đâu cái nào? Cái này để chắc nhá. Đấy là cái đá mà lấy đồ. Bạn nhảy được không? Ờ, được, được, được. Chất lượng. Được, được, đỉnh, đỉnh. Ờ. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Và 2 điểm thôi. Chạy thẳng từ trên đây xuống. Mệt chưa? Chán chưa? Chỗ này đáng ra là đi ở bên Tăng Bạt Hổ thì có cái leo núi cao hơn thích hơn. Nhưng mà không sao. Em vẫn nhảy được. em đi nghịch chứ em đi nhảy cái gì? Em đi nghịch ra mồ hôi chứ em đi nhảy cái gì? Nào hát. Em phải ăn trước thì em mới có thời gian hát được. Cái này ăn à? Em chơi nãy giờ em hết cả năng lượng rồi. Em ăn đi. Bạn ăn cái gì? Xúc xích nguyên miếng, từ thịt heo nguyên miếng, 88% thịt, nhiều thịt nhất thị trường luôn. Tôi ăn cái phô mai. Ok ok. Tại vì đây tôi ăn 2 cái phô mai rồi, bây giờ tôi phải ăn cái miếng thịt đây. Không phải không. Ăn đi. Dễ mở mà. Quả thể đôi đấy bạn luôn. Nhưng mà tôi thấy cái này cứ bị ngon kiểu gì ấy bạn ạ. Ngon á? À. Đây bóc dễ mà nhìn này. Kiểu nó cứ bóc tách phát là ra nhá này. Đấy. Đấy, bóc cái này nó có cái khớp này, cái là tụt phát là ra cái đầu kia luôn. Đấy này, ui dồi ôi, phô mai nó chảy ra luôn này. Đây này, cái này ngon này. Thớ thịt nguyên chất 88%, nguyên thịt luôn, kiểu ăn xong nó có cảm giác không có cảm giác bị bột hay là bị bở đâu nhá. Ngon nhỉ? Mà cảm giác nó rất là kiểu mùi thịt luôn đấy. Ăn ngon nhanh đấy. Nhanh lên để còn hát. Phô mai ngon lắm. Hay là nhiều thịt nhất thị trường ấy? Mình biết rồi. Nhiều thịt heo nhất thị trường. Bạn không phải giới thiệu vì mình là người đích thân mua mà. Mình biết là bạn. Phô mai ngon quá. Em ơi nhìn là phô mai nó đầy ư này ấy. Ôi ăn nhanh lên. Nào để tôi chuẩn bị rút tiền vào đây nhá. Đáng ra là cho mọi người nghe em hát nữa nhưng mà sợ bị bản quyền nên thôi. Em sợ bị bản quyền lắm. Rồi thế rồi đi về nhá, hát chán chưa? Em hát chán rồi. Con xúc xích Ponnie ông cho anh một cái. Còn đúng 3 cái 3 vị luôn. Đúng 3 cái 3 vị luôn. Trong một cái phô mai. Không, cái này của em rồi. Để tí nữa em đi xem phim, em ăn. Cái gì, cái gì? Đi về chứ sao lại đi xem phim chơi chưa chán à? Không, đi xem phim Doctor Strange. Cứ cho anh một cái đi, thì muốn đi xem gì thì đi. Phô mai, nhân phô mai, cá nhân phô mai.